Xin chào các bạn, hôm nay mình làm bánh mì nhân mặn nhé. Hình như mình chưa có cái video nào mà làm bánh mì nhân mặn hết. Với cách tạo hình như một cái bông hoa nhìn rất là dễ thương cho các bé, chắc là các bé sẽ rất là thích. Và cách làm thì cực kỳ là đơn giản mà mình nghĩ ai cũng sẽ làm được. Và chất lượng bánh thì mềm, xốp, rất là ngon. Sau đây các bạn theo dõi cách làm của mình nhé. Sữa tươi ở nhiệt độ phòng là 115 g, một cái trứng cỡ 50 g, 15 g đường, vì là bánh mặn cho nên mình không có cho nhiều đường, 3 g men nở nhanh. Mình trộn đều lên cái hỗn hợp nước. Sau đây là cái hỗn hợp bột, thì mình có là 300 g bột làm bánh mì 13%, còn có 1/4 muỗng cà phê muối và 60 g nước sôi nha các bạn. Nước đang sôi á, mình đổ vô trong cái bột này. Mình làm như vậy để mình tạo hồ cho cái bột mình á, để cho cái bánh của mình á nó ra nó mềm hơn nha các bạn. Thay vì mình làm bột hồ tan hong thì mình sẽ dùng cái kỹ thuật nước sôi, mình trộn vô trong bột như thế này. Sau đó mình cho cái hỗn hợp sữa men vô, mình trộn đều lên. Mình để cho bột nó nghỉ 15 phút. Lúc này thì bột của mình nó hơi có chút xíu gluten rồi nè. Sau đó các bạn cho vô là 20 g bơ. Bơ mềm, để cho nó mềm rồi mới bỏ vô nhé. Lúc này các bạn trộn xong thì các bạn đập bột cho cái bột của mình nó dẻo, nó dai đó các bạn. Nếu mà các bạn có máy thì các bạn bỏ vô, các bạn nhồi, các bạn không cần nhồi tay làm cái phương pháp này như mình nhé. Cách này thì mình chia sẻ cho những bạn không có máy đó. Rồi các bạn đập bột chừng vài lần như vậy cho cái bột nó dẻo, nó dai. Rồi mình vo tròn cái viên bột lại, mình để bột ủ cho nó nở gấp đôi, thì cỡ chừng 1 tiếng đồng hồ gì đó các bạn, tùy theo thời tiết nữa. Chỗ mình thì cỡ 21-22 độ C đó các bạn. Mình sau khi mà mình để bột nghỉ rồi đó thì mình lấy ra, các bạn kiểm tra bột nè. Bột mà nở đạt là các bạn cho đục một cái lỗ, bột nó vẫn giữ nguyên, nó không có bị xẹp là bột ủ đạt ha. Còn nếu mà bột nó xẹp là bột ủ hơi lố, nhưng mà cũng không có sao nha các bạn. Rồi các bạn lấy ra, các bạn chia bột, đập vỡ hết cái bọt khí đi, rồi các bạn chia bột. Mình làm vội vàng mình đập cũng chưa có vỡ hết bọt khí nữa. Rồi xong các bạn chia bột, chia 12 phần cho nó đều nhau nhé. Sau khi mình chia bột xong đó, thì mình ve tròn bột lại. Mình ve tròn bột xong thì mình cho bột nghỉ 10 phút. Sau đó mình bắt đầu mình tạo hình. Các bạn tạo hình, phần tạo hình rất là đơn giản. Các bạn cán bột ra. Các bạn làm giống như mình vậy đó ha, cán bột ra. Nếu mà bột ướt thì các bạn cho tẩm thêm bột khô cho dễ cán. Rồi, các bạn cho nhân, nhân gì là theo tùy ý các bạn nha. Còn của mình đó là có cheese nè, có phô mai đó, với lại xúc xích đó các bạn, mình cắt nhỏ nhỏ ra mình làm cho con mình ăn á. Các bạn thích nhân gì thì các bạn bỏ vô nhân đó, các bạn có nhân thịt xá xíu các bạn bỏ vô nó cũng ngon lắm. Rồi xong mình sẽ bỏ vô trong cái khuôn. Các bạn để cho cái cục bột các bạn cán nó dài ra, các bạn cuộn lại thì cái bánh nó đẹp hơn. Cái cách làm này rất là dễ làm, mình làm vụng về vậy mà nó cũng ra dáng đó các bạn. Xong rồi mình bỏ vô trong cái khuôn. Cái khuôn này là khuôn cupcake lớn á, được 12 cái.
thì lát nữa khi mà nó nở lên rất là đẹp các bạn. Rồi mà các bạn làm xong thì các bạn đậy lại, các bạn ủ cho nó nở gấp đôi, thì cỡ chừng một tiếng đồng hồ gì nữa đó ha. Mình có thể dùng một cái lòng đỏ trứng với lại một ít sữa, mình làm cái hỗn hợp để mình quét cái mặt bánh. Hoặc nếu không thì các bạn, nếu mà các bạn không có muốn tốn một cái trứng thì các bạn có thể quét sữa không cũng được ha. Bao giờ cũng vậy, trước khi mình nướng bánh thì mình cũng phải làm nóng lò từ 15 cho tới 20 phút nha các bạn. Nướng ở nhiệt độ là 175C 20 phút hoặc là 350F đó các bạn. Nướng ra cái thành phẩm nó vàng như vậy là được ha. Đợi khi mà nướng xong thì mình đợi cho nó nguội chút xíu rồi mình lấy ra khỏi khuôn. Đó, khi mà cái bánh mình nướng đạt á, là các bạn nhìn thấy bên hông bánh này nó vàng vừa nè. Ở dưới đáy bánh nó cũng vàng vừa, nó không bị cháy mà nó rất là xốp, ngon ha. Rồi cách làm thì rất là đơn giản đúng không các bạn? Mình hy vọng bạn nào cũng làm được hết nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bye bye và hẹn gặp lại video tới.